Hello, xin chào tất cả mọi người. Rumi rất vui xin phép chào tất cả các bạn ạ. Đầu tiên thì xin chúc tất cả các bạn có một ngày thật là vui vẻ và hạnh phúc bên người thân, gia đình ha. Hôm nay á, Rumi có một cái vấn đề thật sự rất là muốn chia sẻ với tất cả các bạn, bởi vì cái vấn đề này nó thật sự rất là mình cảm thấy nó thật sự rất là nghiêm trọng và nó có thể gây ảnh hưởng tới rất là nhiều người. Nên mình phải phải nói với tất cả các bạn để mọi người đều cùng có thể nắm rõ. Có nghĩa là hiện tại á, cái thủ đoạn lừa đảo bây giờ nó quá là cao siêu đi, nó quá là nó biến tướng lắm. Với lại nó rất là tinh vi, nhiều khi các bạn không không biết thì các bạn sẽ không thể nào mà lường trước được các thủ đoạn của họ, của các kẻ xấu. Thì ở đây á, mình ở đây mình sẽ diễn giải một cách từ từ để các bạn có thể nắm nắm được cái luồng mà họ kẻ xấu họ làm. Nên các bạn cố gắng theo dõi một chút xíu nha. Thì đầu tiên là nó như thế này nè. Các bạn đã nghe cái dịch vụ gọi là chuyển hướng cuộc gọi chưa? Cái dịch vụ chuyển hướng cuộc gọi có nghĩa là như thế này. Ví dụ nha, là hôm nay bạn đi công tác này, xong bạn để quên cái điện thoại của bạn ở nhà. Nhưng mà cái điện thoại của bạn có rất là nhiều nhiều cái thông tin tin nhắn cuộc gọi từ các khách hàng, nhưng mà bây giờ để ở nhà thì không biết làm thế nào đó. Thì chỉ có một cách đó là mình thực hiện cái chức năng là chuyển hướng cuộc gọi, có nghĩa là trên công ty của bạn có một cái người nào đó, họ có một cái thuê bao, họ có một cái SIM, hoặc là họ có một cái điện thoại mà họ không sử dụng chẳng hạn. Thì bây giờ mình sẽ chuyển hướng từ cái thuê bao của bạn tới cái thuê bao đó, cái điện thoại của người bạn của bạn đó. Thì muốn chuyển hướng cuộc gọi á, thì mình có thể soạn cái tin nhắn theo một cái cú pháp giống như thế này nè, ví dụ giống như vậy ha. Thì cái này mình có thể nhờ người thân mình làm cũng được, đúng không? Có nghĩa là người thân mình ở nhà thì bóc cái điện thoại lên và nhắn cái cú pháp này, thì bắt đầu là nó chuyển hướng, là có nghĩa là khi nào có cái cuộc gọi đến vào cái thuê bao của bạn thì nó sẽ tự động chuyển hướng tới cái số điện thoại mới này này, là cái số điện thoại mà bạn đang cầm ở đó đó. Đó, nó là như vậy. Là cái này là cái tiện ích của bên cái nhà mạng họ cung cấp nha. Đó. Hoặc là một số cái hiện tại các bạn, như các bạn thấy á, cái một số cái SIM á, là bên nhà mạng họ nói là chuyển đổi từ thuê bao hiện tại, cái SIM hiện tại sang cái SIM 3G, 4G chẳng hạn. Đó, hoặc là eSIM thì nó cũng có cái cú pháp, một cái cú pháp khác chẳng hạn. Thì chuyển đổi từ cái thuê bao hiện tại sang eSIM có nghĩa là khi bạn có cái eSIM hoặc là cái SIM 3G, 4G gì thì bạn có nhiều cái chức năng hơn từ cái SIM đó, nên thành ra bạn chuyển đổi thôi. Thì cái vấn đề nó sẽ phát sinh từ đây nè. Cái vấn đề nó sẽ phát sinh từ đây. Chính vì như cái vấn đề đó, các bạn thấy á, là có nhiều cái đối tượng xấu á, họ rất là mưu mẹo. Ví dụ đây là một cái kẻ xấu ha, thì bắt đầu á là sẽ họ sẽ giả danh nhà mạng, họ giả danh nhà mạng, họ gọi điện thoại cho bạn, họ nói á là: anh chị ơi, bây giờ á, là hiện tại cái thuê bao của anh chị á, là bây giờ là cái SIM thông thường, bây giờ mình nâng cấp lên cái SIM 3G, 4G gì đó, hoặc là 5G gì đó đi, hoặc là eSIM gì đó đi, thì nó có thêm tính năng này, nó có thêm tính năng nọ, nó sử dụng 3G, 4G, nó rất là nó hay, nó có nhiều cái đặc điểm lắm. Rồi khi mà anh chị nâng nâng cấp cái SIM của mình lên 4G chẳng hạn, thì bây giờ nhà mạng sẽ tặng cho anh chị là ví dụ như 5G truy cập dữ liệu, 5G data truy cập dữ liệu, rồi tặng cho anh chị 50.000 vào tài khoản khuyến mãi chẳng hạn. Đó, nó sẽ nói với mình như vậy á. Thì bây giờ một người bình thường như thế này nè, họ đâu có họ nghĩ là: ủa, thì bây giờ cũng có mất mát gì đâu, bây giờ thì mình nâng cấp cái SIM lên thì mình nhận được tiền để mình gọi điện thoại, hoặc là nhận được cái dung lượng để mình truy cập dữ liệu thì làm thôi, chứ mắc mới gì không làm, có tội tình gì đâu, đúng không? Thì khi bạn nghe như vậy rồi á, bạn mới, tất nhiên bạn đồng ý rồi á, thì họ mới hướng dẫn để bạn làm theo cái ý của họ, thì bắt đầu bạn mới thấy là nó hợp lý, bạn mới thấy là khuyến mãi mà thôi, khuyến mãi càng càng
khuyến mãi càng nhiều thì càng tốt. Rồi bạn bắt đầu bạn mới hỏi là bây giờ làm như thế nào, đúng không? Đó, thì bắt đầu bạn sẽ họ sẽ hướng dẫn bạn theo cái cú pháp giống như bên trên, có nghĩa là cái cú pháp mà để chuyển đổi, chuyển hướng cuộc gọi ha, hoặc là một cái cú pháp mà để thay đổi cái SIM thật sự luôn ha. Đó thì bạn để ý nhé, hai cái này nha. Cái cú pháp chuyển hướng cuộc gọi á, có nghĩa là nó chuyển cái thuê bao bạn vẫn còn ở đó và nó chuyển cái hướng có cái cuộc gọi đến cái thuê bao bạn thì nó chuyển sang cái SIM khác thôi. Còn cái việc mà thay đổi SIM á là cái SIM của bạn sau khi bạn bạn thao tác xong cái việc thay đổi SIM á là cái SIM bạn đang sử dụng nó mất luôn, nó không còn tác dụng gì hết, giống như là cái SIM trắng bị bỏ đi nhé. Và cái thông tin toàn bộ cái SIM mới của bạn nó sẽ cập nhật lên một cái SIM, có nghĩa là toàn bộ cái thông tin thuê bao của bạn nó cập nhật lên một cái SIM mới khác, mà cái SIM mới đó là của kẻ xấu họ đang giữ ha. Thì nó làm như vậy đó. Thì nếu bạn vô tình bạn rơi vô cái trường hợp giống như thế này á thì nó sẽ đó là cái trường hợp là nó sẽ lấy được cái, hoặc là nó sẽ chuyển được cái hướng cuộc gọi, hoặc là nó sẽ lấy được cái thuê bao của bạn luôn ha. Nhưng mà bình thường á, mình nói với các bạn nghe, bình thường là các bạn sẽ không có làm theo đâu, nhưng mà trong trường hợp giống như thế này á là nó đánh vào cái lòng tham của mình, là nó giống như vậy á. Thì nếu mà mình cái lòng tham của mình nó, tại vì mình thấy cũng không mắc máy gì đó, thì mình làm theo thì cái khả năng nó sẽ rơi vô trường hợp này, hoặc là không đơn giản họ lừa được bạn đâu, mà họ sẽ đưa ra một số cái trường hợp khác. Cái trường hợp thứ hai mình ví dụ luôn ha, có nghĩa là ở đây có rất nhiều thủ đoạn, nhưng mà ở đây mình có thể chia sẻ với bạn hai cái trường hợp, còn mấy cái trường hợp khác á, thì các bạn có thể tự suy nghĩ, nói chung là mình tự phán đoán để mình biết là cái thông tin đó là đúng hay sai ha. Cái trường hợp thứ hai là như thế này nè, ví dụ như bạn bạn đang cần việc làm nha, bạn đi xin việc xong rồi á là họ đăng một cái trang web là tuyển dụng rồi, xong bạn sẽ liên hệ tới họ thì họ mới hướng dẫn bạn vô, bạn thao tác là bạn điền thông tin cá nhân của bạn vô trong đó ha. Khi bạn điền thông tin cá nhân của bạn vô trong đó rồi á thì ví dụ như tới cái bước là nó có một cái bước đâu đó là xác nhận cái thông tin của bạn, thì bạn soạn tin theo cái cú pháp giống như thế này nè, rồi gửi tới số gì đó ha. Thì nó có nghĩa là nó cũng sẽ hướng dẫn cho bạn bạn thao tác giống như thế này đó đó ha. Có nghĩa là khi bạn thao tác trên cái điện thoại của bạn rồi á, là có nghĩa là trong đầu mình đang nghĩ á, là mình đang xin việc, có nghĩa là mình đang cập nhật cái thông tin của mình với nhà tuyển dụng, nhưng mà thực tế là bạn đang làm một cái việc nó không là chuyển hướng cuộc gọi cái thuê bao của bạn, bạn đang làm một cái việc đó là chuyển cái SIM của bạn đi luôn, có nghĩa là thay cái SIM của bạn sang một cái SIM khác đó, bạn đang làm cái việc đó nhưng mà bạn hoàn toàn không biết ha. Thì khi mà bạn rơi vô cái trường hợp đó rồi á thì cái kẻ xấu này nè họ mới chiếm đoạt được cái SIM của bạn. Thì họ chiếm đoạt được cái SIM của bạn rồi á thì bạn bạn biết họ làm sao không? Thì họ sẽ đăng nhập vô cái ví điện tử. Thì ở đây ví điện tử nó có nhiều nha, chứ không phải riêng là Momo hoặc là ZaloPay hoặc là Viettelpay, nó rất là nhiều cái ví điện tử. Nếu bạn sử dụng cái ví điện tử nào á là bạn họ sẽ đăng nhập được vô cái ví điện tử đó, và bạn biết rồi, họ vô cái ví điện tử là coi như là xong, tiền bạc là coi như mất hết. Và họ đăng nhập vô luôn cái tài khoản ngân hàng của bạn luôn nha. Có nghĩa là khi họ có được cái quyền quản lý cái SIM của bạn rồi, có nghĩa là họ giống như là chủ nhân của cái SIM đó vậy, thì họ sẽ chiếm đoạt được cái tài khoản Momo, họ chiếm đoạt được cái tài khoản ngân hàng luôn. Thì ở đây á mình sẽ chia sẻ cho các bạn thấy là làm cách nào họ chiếm đoạt được cái tài khoản Momo. Ví dụ như một cái ví dụ để các bạn có thể hình dung được là làm thế nào họ chiếm được cái tài khoản Momo của các bạn. Đây nha. Khi họ có được cái quyền quản lý, có nghĩa là họ có được cái quyền mà sử dụng cái SIM của bạn rồi á, họ sẽ mở ứng dụng Momo lên và họ nhập cái số điện thoại của các bạn vô đây ha. Họ nhập cái số điện thoại của bạn vô đây. Thì khi họ nhập cái số điện thoại của các bạn vô đây á thì bên cái ví điện tử này nó sẽ gửi yêu cầu để xác thực là bạn đăng nhập. Đó, thì nó gửi yêu cầu xác thực để bạn đăng nhập thì nó kêu á, cái ví điện tử nó nói là chúng tôi sẽ gửi mã xác thực qua tổng tới số điện thoại của bạn á,
qua cái bằng 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 cách thực hiện cuộc gọi từ cái số máy này nè, bạn có muốn tiếp tục hay không? Có nghĩa là khi bạn bấm vô, khi lúc đó họ sẽ bấm vô gọi cho tôi, cái kẻ xấu họ sẽ bấm vô gọi cho tôi, và lúc đó cái Momo nó sẽ gọi về cái số điện, cái có nghĩa là nếu mà bạn đang thực hiện là chuyển hướng cuộc gọi thì lúc này nó sẽ gọi về cái thuê bao được chuyển hướng là thuê bao của kẻ xấu, và kẻ xấu họ sẽ có được cái mã xác thực và họ sẽ đăng nhập vô đây. Hoặc là trường hợp nếu mà bên đó là kẻ xấu họ sẽ đăng nhập vô được trong cái ví Momo của các bạn để họ thao tác là rút tiền rồi chuyển khoản hay là thanh toán gì đó, vân vân và vân vân, thì đó họ sẽ đã, họ nghe cái được cái cuộc gọi và họ nhập cái thông tin OTP vô đây là coi như xong, là họ đã đăng nhập được cái ví, vô cái ví Momo của mình rồi. Đó thì cái này nha, cái này là đối với cái ví Momo ha. Thì đối với những cái ví điện tử khác như là ZaloPay gì đó thì nó sẽ gửi cái mã xác thực, thì cái mã xác thực đó bằng SMS chẳng hạn, thì nếu mà họ có cái quyền quản trị, có quyền chiếm giữ cái SIM của bạn á, thì họ sẽ nhận được SMS và họ sẽ đăng nhập vô đây, vô đó luôn. Đó, nó là như vậy. Rồi, thì khi họ đã đăng nhập được vô cái ví điện tử của mình rồi, ngoài cái việc rút tiền trong cái ví điện tử của mình rồi, thanh toán rồi, thì thông thường á là trong một cái ví điện tử á nó có thêm cái phần là trong thông thường trong một cái ví điện tử là nó có thêm cái phần gọi là cái dịch vụ liên kết với lại các ngân hàng. Đó. Đây ha. Cái ví điện tử này á nó sẽ liên kết với lại ngân hàng, là ở đây á cái ví điện tử này nó liên kết với lại tài khoản ngân hàng nè. Nó liên kết với cái thẻ tín dụng của bạn luôn nè. Bạn hiểu không? Thì nếu nó đã liên kết với tài khoản ngân hàng rồi á, cái tài khoản ngân hàng của bạn rồi á, thì tất nhiên nó sẽ rút tiền trong cái tài khoản ngân hàng này ra được. Các bạn hiểu không? Nó rút và nó chuyển đi được. Và nó có thể trên cái thẻ tín dụng hoặc là một cái thẻ gì đó thì nó có thể dùng cái thẻ này để nó thanh toán được. Đó, các bạn hiểu cái ý chưa? Thì do đó nếu mà mình cảm thấy rằng á, mình đã vô tình mình rơi vô cái trường hợp này, có nghĩa là lúc đầu các bạn thực hiện cái thao tác á, các bạn không để ý á, thì các bạn sẽ không biết, nhưng mà khi mà các bạn cảm nhận là mình có vẻ là mình bị chiếm đoạt cái SIM rồi á, thì cái hướng xử lý là các bạn sẽ làm gì? Các bạn ngay lập tức dùng một cái số điện thoại khác, tại vì cái số điện thoại của bạn đã mất rồi, bạn không có gọi được đâu. Bạn ngay lập tức dùng cái số điện thoại khác gọi điện lên cái tổng đài đó. Nếu ví dụ như bạn dùng mobile, cái thuê bao của bạn là mobile phone, thì bạn gọi lên tổng đài của mobile phone, ví dụ như 1800090, và mình báo ngay cái lập tức cái thông tin là tôi bị mất điện thoại và yêu cầu khóa cái SIM đó ngay lập tức, và bên tổng đài viên họ sẽ yêu cầu các bạn là cung cấp thông tin cá nhân. Lúc đó bạn cung cấp đúng thông tin cá nhân thì bên phía tổng đài họ sẽ khóa cái SIM đó lại, và bạn lúc này bạn có thể từ từ xử lý sau tiếp ha. Đó rồi, ok. Qua bài này thì các bạn có thể hiểu được cái vấn đề rồi đó. Thì mình rất chi là phải hết sức cẩn thận trong cái việc là sự trong cái việc là sự có nghĩa là trong cái việc xử lý những cái thông tin về cái việc mà bên ngoài người ta gọi vào cho các bạn ha. Bạn hãy cố gắng bình bình tĩnh một chút xíu thì sẽ hiểu được cái vấn đề, đừng có để mà mình rơi vô những cái trường hợp giống như thế này. Thì các bạn vui lòng chia sẻ cái thông tin này đến bạn bè và người thân của mình để họ có cái hướng mà có nghĩa là họ biết được cái cách mà để phòng tránh nha, chứ đừng để mà ví dụ như người thân bạn bè của mình mà họ mất tiền mất đồ rồi thôi, lúc đó cũng xót xa lắm. Mình bị mất thì không nói, còn tới khi người thân bạn bè của mình lúc đó nói chung là buồn lắm. Ok, cảm ơn các bạn. Các bạn cho mình xin một lượt like, một lượt chia sẻ cũng như là một lượt đăng ký kênh nha. Xin cảm ơn tất cả các bạn. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại. Bye bye.